Chào các bạn đến cái kênh Nguyễn Huy Lốc, người Long An cuộc sống người Long An. Hôm nay vợ chồng mình giới thiệu các bạn món ngon lắm các bạn. Đó, cánh gà chiên trộn với canh mướp. Đây rau, đồ đã không các bạn? Chở tôi nhanh không, tranh thủ liền. Rồi ngon hết sảy luôn. Mời các bạn ăn cơm cùng hai vợ chồng nhé các bạn. Rồi ăn cơm thôi các bạn. Bữa cơm đơn giản mà hạnh phúc thôi các bạn.
Cái đây nó có đây đầu nữa. Bệnh nhà ký này hả? Trong nhà ký vào. Wow. Phải đầu nữa. Nó như cái có cây đồng là cái hàng già, cái mới cây khui vậy con người đâu phải chích đồng. Nó cây nuôi á. Lâu rồi. Nó ra hết tầm tám ra. Ừ. Ê, còn một cơm nè. Thank you.
thấm ngon quá kìa. Chi nước dừa mới ấm chứ là ấm chứ là không ấm không ấm rồi. Mà chín mà đầu có nước nó vô, nó từ từ vô. Để quấn dầu không cái tao. Cá nhân không quên một miếng cơm. Dọn không à? Thôi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi những vlog. Nếu thích thì like video này nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn. Không có dính.